Nho, xin chào tất cả các bạn đã tới với video reaction của chú Hoài Bảo. Tèn tèn tèn. Thì hôm nay Bảo làm cái video này là để reaction một MV. Trời ơi, mà bảo nếu mà Bảo reaction giờ này chắc trễ rồi, giờ này mới nghe là chắc trễ rồi. Đã lâu rồi Bảo không quay video reaction cho các bạn. Thì các bạn cũng biết đó là bữa giờ gia đình Bảo gặp rất là nhiều sự cố, cũng giống như là bản thân Bảo cũng gặp rất là nhiều sự cố à, cho nên hả Bảo chỉ có thể duy trì cái chuyện ma, hoặc là gần đây là Bảo mới gọi là chuyên tâm làm vlog lại cho các bạn xem thôi, chứ bữa giờ là không có làm được cái gì luôn á, mà làm thì nó cũng không có được chuyên tâm cho lắm. Cho nên hôm nay sau khi mà đã sắp xếp được mọi việc rồi thì Bảo đã trở lại và làm video reaction cho các bạn rồi đây. Thì Bảo vừa chỉnh góc quay lại cho nó nhìn đỡ từ dưới lên, nhìn từ dưới lên nhìn cái mặt cái gì nè, giờ này bà giống cưng các bạn, nhìn mặt nó cũng thon gọn lắm. Tại thì cái tóc Bảo nhiều, nhìn mặt hơi bè. Thì hôm nay Bảo sẽ reaction một bài hát mới của nhóm God7, đó là bài Lullaby. Bảo reaction hơi chậm. Thì sự là cái bài này có rất nhiều bạn yêu cầu rồi, nhưng mà tới hôm nay Bảo mới có thời gian để làm á. Thì không sao, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Let's get started. Ồ, mới vô tiếng nhạc hay quá. My God. Trời ơi. Mát đẹp trai vậy. Dựa cái giọng rap trầm ẩm giết người này. Cái xin lại một lần nữa giết tôi. Bam bam. Điều nhảy sexy quá hả? Woo! Chê giòn một chút tí rồi để cảm thấy giống như là một điều diệu kỳ rồi. Vì vậy đúng sexy luôn á. Ờ quên, mình quên thông báo cho các bạn biết là hả giờ mình mới phát hiện nha, là hả anh Mammoth á rất là thích JB, rất là thích nhóm trưởng JB của God7. Biểu cảm nhìn đam mê dễ sợ luôn. Chỉ mà ai cho
Bài này nghe kiểu đúng feel the beat luôn á, đặc biệt là khúc đầu. Ờ nhảy thấy ghê quá. Oh my god. Ok, và đây là những nhận xét của Bảo về bài hát mới của nhóm God Seven, bài Lullaby. Thì thật sự gọi là đúng giống như là cái một trong những cái lời bài hát, một trong những cái kiểu sao ta, một trong những cái câu trong bài hát Lullaby của nhóm God Seven đó là gì, it's magical, sweet talk to me baby, it's magical, cái lời á, bảo nhớ mang máng là như vậy. Thì kiểu coi MV này đúng kỳ diệu luôn á các bạn, đúng phép màu luôn á các bạn, mà rất thích lắm luôn á, tại vì cái góc, những cái góc quay trong cái MV này rất là đẹp, và tất cả nói chung là tôn lên được tất cả các vẻ đẹp của tất cả các thành viên, ví dụ như là Jin Jong nè, JB, đặc biệt là Mark, trời ơi, vô khúc đầu một cái là tấn công con tim người ta đó, rồi Bam Bam, rồi Jaehyun, và thậm chí là cả hả cái phần mà Bảo thích nhất là cái phần, tất nhiên rồi, Bảo nói vậy đều rất là thích xem những cái MV mà có breakdance ở đó, thì tất nhiên là cái phần của Yugium thật sự cực kỳ thích, thật sự cực kỳ phấn khích. Và kể cả giọng trầm, những cái giọng trầm lắm và giết chết người đó của Jackson, trời má, kiểu không thể là chịu nổi. Và và thì cái lúc mà cả những cái nói chung là Bảo không có biết chê cái gì luôn á bạn. Kiểu mà bây giờ mình coi xong rồi mình bị cái vấn đề gì rồi, giờ mình không có thể nào mà control được cái những cái lời mà từ ngữ mình nói ra, kiểu như là mình vừa sao trời ơi mình bị gì vậy. Bình tĩnh lại. Tới cái rip rap rồi nói tiếp. Kiểu giống như là mình vừa mới có một chút chuyện xảy ra không vui cho lắm, và sau khi xem MV này và mình cảm thấy vui và rất là phấn khích, rồi rất là hạnh phúc. Và mình, thực sự là đó là những gì mình vừa cảm nhận sau khi mình coi MV này. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn đã xem hết video này của Bảo. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên nhấn nút like cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ cho channel của Bảo nha. Và bây giờ Bảo sẽ cố gắng xuyên quay video reaction hơn cho các bạn. Bây giờ bye bye và xin chào, hẹn gặp lại nha.